Đi. Xin nâng cốc chúc mừng người hùng mới trở lại vị trí chiến đấu, đã lại lập công. Nào, 2, 3. Vô. Tôi có lập công là nhờ anh Lê Phong đây. Có cú điện thoại anh Lê Phong thông báo về khẩu súng, nên tôi mới có vũ khí. Hai con tin nghiện đó. Chắc anh nói tới thằng khá độc thân bị bắt ở Vũng Tàu hôm trước phải không? Thôi, tôi có ý kiến thế này. Tất cả những gì liên quan đến công tác chúng ta dừng tại đây. Các anh úp úp mở mở như vậy á, làm cho tụi em càng thêm tò mò. Người hùng của em bật mấy chút xíu được không? Không được. Để hôm nào cất giấu cả bọn, tôi sẽ kể chuyện cho nhà báo viết. Lúc đó em sẽ thấy vô cùng ly kỳ. Tôi xin phép tất cả mọi người, hôm nay tôi về sớm, nhà có chút việc anh à. Đúng vậy, và cả tôi nữa, hôm nay tôi cũng phải xin phép về sớm vì tôi có một lý do hết sức đặc biệt. À, có phải đi thăm cô giáo dạy đàn cho con gái mình không? Chú chỉ được cái thông minh, vừa nghe khúc đầu đã đoán được hết khúc sau. Đem chở đi luôn. Thôi cảm ơn, hôm nay tôi muốn đi một mình, cho tôi được tự do. Thông cảm nghe. Tôi đi nha. Được. Dạ, chào anh. Tạm biệt. Đắc Vi, chắc thằng Khá có liên quan tới vụ Bích Phượng phải không? Bí mật. Bí mật của ông tôi biết rồi. Chỗ bạn thân tình, bật mí một tí, tôi hứa sẽ giữ kín chuyện này như bưng. Bao nhiêu bí mật của cuộc đời em anh đã biết hết rồi, bật mí cho em chút xíu cũng được hả Honey? Nhưng nhớ không được nói cho ai nghe. Tên Khá đã chưa khai ra rồi. Thứ nhất, vỏ đạn thu được ở hiện trường được bắn ra từ một khẩu K-59 do mấy cậu bé đào được ở cột cây số trên đường ra Vũng Tàu. Thứ hai, Nguyễn Văn Khá đã khai chính hắn cầm lái để cho tên Phê ngồi sau nổ súng. Tuy nhiên, tên Khá vẫn chưa chịu khai ra người đã thuê hắn và tên Phê. Lệnh truy nã tên Phê đã được gửi đi toàn quốc. Ban chuyên án cũng đã đề nghị cấp trên phê chuẩn việc triệu tập Diệu Linh. Thưa chú, trưa nay Diệu Linh nói với con sẽ có người mang tiền đến cho tên Sứ. Theo con, chứ nên triệu tập Diệu Linh à? Chú nhất trí. Nhưng trong những ngày này, chú nghĩ là các cháu phải gần gũi Diệu Linh nhiều hơn nữa. Minh Thư đang bận ở trạm quan sát số 1, nên việc gần gũi Diệu Linh giao cho Giang Quân được không? À, còn một việc này, chú muốn trở lại chùa một lần nữa, nhưng lần này chú phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ cháu và cô bé Ba đó. Dạ, mẹ con và cô bé Ba nhắc chú hoài. Mọi người thắc mắc, chắc là chú chưa tin tưởng nên chưa giao nhiệm vụ. Má con mày cứ lo xa, chú Ba tin chỉ vài bữa nữa là con Ngọc đã bình phục thôi. Theo con mình nên đưa nó tới bệnh viện. Không được, đưa nó đi bệnh viện, nó nói lảm nhảm chuyện nhà mình, nguy hiểm lắm. Thì ít ra cũng mời bác sĩ tới chăm sóc cho nó chứ ba. Ừ, cứ để theo dõi thêm 1-2 ngày nữa. Alo. Dạ thưa giám đốc, họ về hết rồi ạ. Mà không thấy họ nói đến vụ án nào hết. Rượu vô mà không nói lời nào à? Dạ có, con Đắc Di nói là đã hạ gục được một thằng nghiện. Ông nhà báo hỏi là có phải thằng Khá không, thì họ thua tay nói là bí mật. Chỉ vậy thôi sao? Con bồ của Đắc Di nói lắm á, thì ông ta mới nói là thằng Khá chịu khai ra vụ Bích Phượng rồi. Phải giải quyết chuyện của thằng Sứ cho thiệt nhanh. Nó mà rơi vào tay họ,
chết cả đám. Có lẽ điều được hai thằng đệ tử thân tín nhất, vài bữa nữa con đưa nó ra bắt. Quang Hồ, Quang Hồ. Con nè. Dạ. Ba thật bất ngờ đó. Xin chúc mừng cả hai cô trò. Không có gì em. Con. Dạ. Giỏi lắm. Cháu nó có năng khiếu thẩm âm rất là tốt. Cộng vậy thêm à? Bàn tay rất là linh hoạt. Hồi nhỏ học đàn em cũng không đánh được như cháu đâu. Vậy con phải tập bao nhiêu lâu mới đánh đàn được hay như cô? Để coi coi con có định chọn nghề cầm ca giống như cô không? Hay là chỉ mượn cây đàn để cho cuộc sống bớt tẻ nhạt thôi? Dạ. Thật tình, tôi cũng chưa biết dự định như thế nào. Nhưng tôi nghĩ rằng, bằng tình cảm cô giáo với cây đàn, sẽ nâng đỡ cho ba con tôi trong lúc này rất nhiều. Xin phép anh. Ủa, chị? Em về hả? Vô đi. Giới thiệu với anh, đây là Giang Quân, em trai em. Còn đây là anh Cao Dũng, người chị đã từng nói với em đó. Chào anh. Chào em. Em đọc báo, thỉnh thoảng có bài viết gì đơn vị các anh. Thấy nhà báo trốn hoài mà có được đâu. Ngồi đi. Giang Quân cũng làm cùng ngành với anh đó, nhưng mà cụ thể công việc gì chị gái cũng không biết luôn. Vậy à. Nè, vậy em làm bên bộ hay là bên thành phố? Em làm ở bộ, nhưng bên an ninh. Vậy hả? Ba ơi, chú Giang Quân cũng biết đàn đó. Hôm trước, cô Trang Hạ cũng nhờ chú chỉ đàn cho con. Cảm ơn chú. Dạ, chưa. Cảm ơn chú. Ngày xưa, chú cũng là học trò của cô Trang Hạ mà. Dạ. Nè, bạn gái em đâu, sao không đưa về chơi? Dạ, cô ấy bận đi làm rồi chị à. Ồ. Tư à? Dạ. Xong chưa? Dạ xong rồi bà. Ra mở cửa cho tôi. Dạ. Alo. Chú nghe đây. Dạ, dạ thưa chú. Bà ấy vừa ra khỏi nhà, vẫn một giỏ đầy nhang và trái cây như hôm trước à. Alo. Anh hai có gì cho mình rồi? 5 phút nữa chị đến đó. Nhớ thay bộ đồ giống phần tử đi chưa? Dạ, em biết rồi. Hôm trước á, chị có đi lễ Phật, nhờ ông thầy này coi giùm cho một quẻ. Ông coi chúng phóc à. Đi tới chùa thì thành tâm niệm Phật, chứ coi tướng số làm gì. Chẳng là vậy, nhà đang có vận hạn, nhà ông có dùng một quẻ mới biết được mà tránh. Tâm của bà đang bấn loạn nên quẻ xâm của bà rút không linh. Bà nên vào đặt lễ khấn Phật, vũ bỏ mọi phiền muộn thì mới có thể bình tâm được. Thầy coi đúng lắm. Đầu tôi nó cũng muốn bể tung ra. Tôi khổ lắm thầy ơi. Thôi tôi đi. Thank you.
Alo. Bộ ông định để chúng tôi chết đói hay sao? Mà im hơi lặng tiếng thế. Mấy hôm rày nhà tôi xảy ra những chuyện rắc rối lắm. Tối lại ông có tiền chưa? Tối nay tôi cho ngồi xuống lái. Có rồi. Nhưng mà một lúc tôi không thể lo được số tiền lớn như vậy đâu. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Tối nay tôi sẽ cho người qua nhà ông. Gọi đi. Tôi sẽ cho người cầm ra ngoài cho anh. Thôi khỏi. Bọn đệ tử tôi vẫn còn lúc nhúc như chuột trong đấy. Ông cứ hẹn địa điểm, thời gian cụ thể, tự khắc có người đến lấy. Thôi được. 9 giờ tối hôm nay tôi sẽ hẹn người của chú tại nhà hàng Lơ Lửng. Đến Lơ Lửng gặp ai? Thằng con rể tôi. Mà cũng có thể là tôi. Nhưng mà anh xứ cho tôi biết cụ thể danh tánh của người tới nhận tiền. Không được. Để đảm bảo an toàn cho ông và đám đệ tử của tôi, tối nay 9 giờ kém 10 tôi sẽ báo người đến nhận. Đấy nhá.